trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì chúng mình đã quyết định sẽ quay một chủ đề vô cùng thú vị. Và nhìn trang phục của chúng mình ngày hôm nay thì các cậu có đoán được đấy là chủ đề gì không? Yeah, chúng mình đã làm một khảo sát cho các nhỏ trên kênh YouTube để xem màu sắc nào mà các cậu yêu thích nhất. Và kết quả là hai màu được chọn nhiều nhất chính là hồng và xanh dương. Vậy nên ngày hôm nay chúng mình quyết định làm một vlog một ngày toàn màu hồng và xanh dương. Mình sẽ là màu hồng và chị Meo Meo sẽ là xanh dương nha. Bây giờ thì hãy cùng chúng mình biến hình để chuẩn bị ra ngoài thôi. Yay, vậy là chúng mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì đã sẵn sàng để ra ngoài mua toàn đồ màu xanh và màu hồng chưa Bi? Em đã sẵn sàng rồi ạ. À đúng rồi, đặc biệt là chúng mình sẽ ghé Moji để sắm nhiều nhiều đồ siêu xinh luôn. Các cậu nhớ xem đến hết video để biết xem là chúng mình đã mua những món đồ gì cho một ngày toàn màu hồng và xanh dương như thế này nhá. Còn bây giờ thì đầu tiên chúng mình sẽ đi mua đồ ăn trước nhé. Ok ạ, bắt đầu thôi. So a negativity surrounds, I know someday it all turn around because all my life I've been waiting for. Thẳng không? Vâng ạ. Ra ngoài để đi mua đồ ăn vặt trước nhé. Ôi may quá, thời tiết hôm nay siêu đẹp luôn. Tới rồi, bây giờ bắt đầu vào chọn đồ hồng và xanh dương thôi. Outfit hôm nay của chúng mình nè. Chúng mình đang diện túi tốt siêu xinh của Moji và cả giày đôi nữa nhỉ. Hai đứa mình đang đi chọn nước mà phân vân mãi không biết chọn đồ gì. Đây chị ơi. Cái này thì có nước màu xanh nhưng mà lại là rượu. Mà bọn mình thì không uống được rượu. Bọn mình chỉ uống rượu. Mình chưa đủ tuổi. Thì mình đã thấy một lon nước có vỏ màu xanh nè. Hy vọng là nước ở bên trong cũng màu xanh nhé. Không biết chọn gì tiếp nhỉ? Không có gì màu xanh màu hồng nữa không nào? Ở kia có cái Pocky chị ơi. Đây á. Khá là màu hồng rồi. Xem nào. Thấy rồi. Trời hồng luôn. Lấy luôn. Chọn thêm một số đồ màu xanh với màu hồng nữa rồi về thôi. Hai đứa mình đã mua đồ xong rồi, bây giờ chỉ cần thanh toán nữa là xong. Giờ thì qua Moji sắm đồ thôi nào. Xin chào, hai chị em đã tới Moji rồi. Giờ thì cùng vào trong chọn đồ nhé. Đi thôi. Moji đúng là thiên đường của màu hồng các cậu ạ. Siêu nhiều đồ dễ thương luôn. Ở khu phụ kiện điện thoại nè. Mình đang ở khu đồ dùng học tập của Moji rồi. Bây giờ thì sẽ cùng chọn xem là có đồ gì màu xanh dương không nhé. Chọn sổ vở này. Thêm cả hộp bút nữa. Ta-da, mình và Bì đã mua xong đồ tại Moji rồi. Cùng đi thanh toán để về nhà thôi. Yeah, chúng mình
mình đã về nhà rồi đây. Đây là toàn bộ số đồ ăn mà chúng mình vừa mua được theo hai tông màu, đó là hồng và xanh. Bây giờ thì chúng mình đang rất là đói và khát rồi, vì vừa đi một ngày dài nên là bây giờ sẽ vừa ăn và vừa show những đồ mà chúng mình vừa mua được nhé. Em có mua bát đĩa không? Có ạ. Có cái đồ ăn này. Em mua cũng khá khá bát với cả... À không không nhỉ, em chỉ mua một chiếc bát thôi cho em đấy. Vừa nãy em sợ nước này không màu xanh nha, phải mua một cái bình nước màu xanh luôn. Sẽ ăn món gì trước nào? Thế trước hết bọn mình đổ bim bim ra bát nhá. Ok. Ngoài một chiếc bát màu hồng như thế này thì em còn mua cho chị một chiếc bát màu xanh để làm bát đôi với nhau. Ủa xinh thế. Xinh đỉnh luôn. Bây giờ bọn mình đổ, hay bọn mình đổ cái bim bim màu xanh vào màu hồng, còn bim bim ở gói màu hồng và màu xanh nhá. Ok ok. Thử ra bim bim lại màu vàng. Wow, ngon thế. Em lấy cốc đi, bọn mình cùng rót nước nhá. À, vâng ạ. Em đã sắm được một chiếc cốc màu hồng rất là xinh để khoe nước hồng bên trong. Xinh thật luôn đấy. Yêu nhỉ. Đây là khu ly cốc tại Moji mà mình và Bì vừa đi chọn nè. Đúng là có siêu nhiều cốc xinh phải không nào? Mùa hè đến rồi, sắm ngay bình nước mang đi học để bổ sung đầy đủ nước nhé. Chị cũng sắm một chiếc bình nước đây, có hình chân mèo rất là xinh luôn. Ôi. Nào, hồi hộp xem nước của mình có phải màu xanh không? Nàng cùng ngắm sự xinh của cốc của mình. Nó trái ngược hẳn màu luôn ạ. Không phải màu vàng. Thôi không sao, có cái bình màu xanh là cũng được rồi. Ôi thơm quá. Màu hồng mới xinh ấy, chứ mà màu xinh lắm mà. Xinh thật đấy. Đậy cái nắp lại nhá. Ôi. Ừ. Uống thử miếng nào. Uống thứ tình yêu màu hồng để cho cuộc đời đầy màu hồng. Uống thứ tình yêu màu hồng. Một người đau, một người hạnh phúc, một người vui nhìn một người khóc, gạt đi nước mắt lên mi. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ vừa ăn và vừa show đồ mà mình vừa mua nhá. Ok, ăn trước đã rồi xong. Đầu tiên thì chị đã mua được một chiếc túi bút rất là xinh. Thế này, chiếc túi bút này năm nay rất là hot bởi vì là nó có hình ba lô rất là xinh này. Có nhiều ngăn nữa. Siêu to luôn, được đủ các loại đồ. Mà lại còn có màu xanh mà chị rất là thích nè. Đẹp chưa? Quá đẹp chị ạ. Tiếp theo thì em có một chiếc đèn ngủ hình bạn thỏ màu hồng. Rất là xinh luôn. Thử bật nhá. À phải rút ra. Oh. Wow. Ôi đồ màu hồng xinh thật sự. Ai mà sợ ma thì nhất định có một chiếc này trong phòng ngủ của mình nhá. Bao nhiêu tiền đấy? Bạn này có giá là 80.000 thôi ạ. Tiếp theo là chị đã mua được cực kỳ nhiều sổ vở. Wow, màu xanh. Ôi, quá trời màu xanh luôn. Đây là các loại sổ vở A5 rất là xinh này. Ở trong còn có cả họa tiết nữa. Wow, xinh. Ở bên trong họa tiết màu hồng. Ở bên ngoài màu xanh nhưng bên trong màu hồng rất là xinh. Ôi, ba quyển này của chị cũng rất là xinh luôn. À, có một quyển là ở bên trong có họa tiết màu xanh ấy. À, đây, em vừa nhìn thấy qua rồi. Đó, đó. Wow. Ôi, trời ơi, khiếp, như thế này thì làm sao mà tập trung mà viết bài được. À, không có chứ. Nhìn này mình lại có ý thức học hành hơn, không dám viết nhăng viết quậy vào đây. Tiếp theo, em có một chiếc ô rất là xinh. Nhìn nè. Ta-da. Mở luôn. Ô này là ô mà bấm nút này là nó sẽ mở này, nhìn này. 1, 2, 3. Chịu. To quá. Treo trong nhà không biết có làm sao không nhỉ. Nhưng thôi nhìn xinh đi. Sẽ cứu bọn mình nhá. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tiếp theo đó là hai loại vở B5 siêu to khổng lồ. Wow. Rất là xinh luôn. Em
này thì hình như là sổ vào đôi với cái em A5 vừa nãy. À, mỗi em này thì có giá là 30.000 thôi, đúng không? Đúng ạ, kiểu này cũng là 30.000 ạ. Siêu nhiều sổ vào màu xanh ở Moji luôn, vẫn còn rất là nhiều. Nhưng mà chị chỉ chọn là một vài mẫu tiêu biểu thôi. Ui, đi học mà mang một cái ba lô đầy vở màu xanh thích nhở. Tiếp theo Bì có gì nào? Tiếp theo thì em có một chiếc cốc nhựa rất là xinh. Và một chiếc bình giữ nhiệt cũng rất là xinh, có màu hồng ạ. Ôi nhìn cái này này, hay nhở. Nó có cái phần nước ở đầu lắc lư ấy, xinh lắm ấy. Ống hút cũng sắn nữa. Ống hút lại còn có cả đầu bảo vệ ống hút nữa. Còn đây là bình nước nhựa, chỉ cần mở cái này xuống xong bấm nút thế là nó mở luôn. Ơ cái này là bình giữ nhiệt đúng không? À nhầm, đây là bình giữ nhiệt ạ. Ôi sorry mọi người. Tiếp theo đâu rồi? À đây rồi. Là rất là nhiều phụ kiện tóc mà chị đã mua, gồm có scrunchies và chiếc kẹp càng cua đang rất là hot hit bây giờ. Em có mua phụ kiện tóc gì không? Em á, em chỉ có một chiếc bờm tai mèo như thế này thôi. Xinh đấy. Đội thử nhá chị nhá. Ừ, đội đi. Wow, xinh quá. Hay là thử tạo kiểu với cái kem này. Ok, em thử lấy cho chị nhá. Cùng mình tạo kiểu tóc thật xinh cho chị Meo Meo với chiếc kẹp càng cua siêu hot này nha. Tóc chị Meo Meo có màu hồng ở bên trong nên khi kẹp như này thì sẽ khoe được tóc hồng siêu xinh luôn á. Thử cột tóc bằng scrunchies caro xanh xem có hợp không nào. Thì nhìn thấy cái này ngon quá, thế nên là bóc cái này nhá. Cái này em được mua một tặng một, mỗi người bọn mình bóc một gói nhá. Bóc cho ăn một gói thôi. À ok. Bên đây là, bên trong nó là, thật ra em chỉ nhặt vì nó có hình dâu ấy. Wow, bên trong nó là kiểu bánh chị ạ, nó kiểu cái này là kiểu dâu. À không phải, cái này là kiểu dâu sấy. Lạ nhở. Tưởng là nó cứng thôi ấy, mà nó kiểu mềm mềm. Nhưng mà đúng là như cắt từ quả dâu thôi hả? Ừ. Em còn ăn được cả hạt dâu thì ạ. Ừ. Ngon đấy. Thế chị sẽ bóc luôn hộp này nhá. Vâng. Em cũng rất là háo hức về cái này. Nhân gian. I just agree. Bây giờ thì em sẽ khoe với mọi người một thứ mà kiểu rất là cần thiết trong căn phòng của bọn mình. Đó là một chiếc Tada, đây là một chiếc thùng rác mini để bàn, để các loại rác văn phòng, các thứ. Hoặc là mình skin care trang điểm thì bỏ đồ vào đây, đồ thừa vào đây cũng được. Để đây luôn, để bọn mình ăn xong vỏ gì thì bọn mình sẽ để vào đây. Ok ạ. Tiếp theo. A few moments later. Chị đã sắm được hai chiếc móc khóa màu xanh rất là xinh nè. Đây là bạn Panda ở trong WeBB. À em biết bạn này. Nhưng mà đang cover một bạn unicorn đúng không? Đúng rồi ạ. Xinh lắm luôn ý. Đó, còn cái móc khóa này thì thấy đáng yêu quá nên là phải mua luôn. Ôi nhờ, ôi bạn này đang ăn kẹo cao su nè. Đỉnh, xinh đỉnh luôn ý. Mua ngay tức. Này thì có giá là 45.000 thôi. Còn em này thì có giá là 70.000. Xinh lắm luôn ý. Này. Ghé Moji ngay để chọn được những chiếc móc khóa siêu xinh giống mình nhé. Tiếp theo thì em có một chiếc ốp hình điện thoại luôn nhá. Ốp bảo vệ điện thoại như lại hình điện thoại ngày xưa ấy. Điện thoại mà có bàn phím xong có cái anten ấy, cute cực kỳ luôn. Ôi, em này nó rất hot luôn ấy. Em này có giá 90.000 nha. Quá xinh. Xinh nhở? Ừ. Ngập tràn ốp điện thoại iPhone cute lắm luôn. Người chơi hệ ốp là không thể bỏ qua đâu nha. Chị đã sắm được rất
là nhiều sticker. Wow. Bởi vì Moji thì là thiên đường sticker luôn. Thiên đường sticker xin chào các cậu. Lựa mình về nhà để trang trí thật xinh nha. Ngoài những loại sticker túi thì chị còn có cả sticker bảng, có cả loại có chữ để làm bullet journal này. Ôi, xinh thật. Xinh lắm luôn ý, mà giá chỉ từ 20 đến 30.000 thôi. Ta-da! Ở đây em có hai chiếc máy làm tóc, một là chiếc máy làm xoăn và một chiếc máy là tóc nè. Đều màu hồng nha. Một chiếc máy này thì chiếc máy làm xoăn có giá 160.000, còn máy là 150.000. Tối nay bí đi chơi đúng không? Để chị làm tóc thôi nhá. Vâng ạ. Bây giờ phải đợi máy một lúc thì máy mới nóng được, thế nên là bọn mình ăn tiếp đi. Ok ạ. Ăn bánh này đi, mình copy. Ok. Open. Em bóc hết ra cho em đổ vào đây. Ok. Để nó gãy nha. Nồng nặc mùi dâu, nồng nàn khắp nơi đây. Máy bắt đầu nóng rồi, chị sẽ làm luôn nhé. Vâng ạ. Trong lúc chị làm thì em sẽ ăn thêm một lọ nữa. Chúng mình nhớ lấy lọ tóc nhỏ thôi để uốn cho dễ và lên sóng cho đẹp nhé. Khi uốn thì chúng mình cuốn tóc hướng ra ngoài để tóc phồng lên trông thật xinh nha. Vừa làm vừa phải suýt xoa vì lên sóng đẹp quá, chắc chắn uốn xong bí sẽ xinh cực luôn. Tôi làm không nghỉ tay mà bì chỉ thể ăn liên tục ý. Ta-da! Nhờ em máy làm xoăn này mà mình đã làm cho bì một kiểu tóc vô cùng đáng yêu này. Xoăn siêu dễ mà lại siêu đẹp luôn ý. Thích cực. Tối nay đi chơi cặp tóc rồi. À nhầm, có tóc đẹp rồi. Tối nay có vẻ rất quan trọng với em Bì đúng không? Tình yêu của anh đã đến cho em bóc vui cho em bóc cười cho em biết rằng oh, oh, oh. Sản phẩm màu xanh tiếp theo mà chị đã mua được đó chính là đây. Nhìn thì cứ như là quyển lịch nhưng thật ra lại là giấy nốt. Ở trên mỗi cái tờ này thì sẽ có rất là nhiều phần giấy nốt này. Và chúng mình chỉ cần mỗi khi cần dùng thì xé ra thôi. Rất là tiện luôn nhỉ. Đúng rồi, lại còn rất là xinh nữa. Đây này. Uầy. Một quyển như thế này thì giá chỉ có 30.000 thôi. Quá sốc luôn. Rất là nhiều giấy luôn. Tiếp theo thì em có một cái đựng tai nghe AirPods. Rất là bling bling. Cái này rất là hợp với cái ốp này thôi. Đúng rồi ạ. Nhìn nè mọi người ơi. Nó còn được tặng kèm một cái móc đeo rất là cute nữa. Wow, công chúa dã man. Ừ. Xinh nhờ. Sản phẩm tiếp theo mà chị đã mua đó chính là sổ vở cao cấp. Em này thì chị định dùng để làm một cuốn bullet journal mới đấy. Wow. Có bìa rất là dày và ở bên trong thì giấy sẽ rất là đẹp luôn. Quyển này thì có giá là 120.000 nha. Ta-da! Sản phẩm tiếp theo của em là một chiếc chuông gió hình bạn khủng long màu hồng nè. Ở đây còn có chữ good luck nữa. Treo ở góc học tập thì chắc là sẽ đem lại may mắn cho bọn mình. Một chiếc chuông gió này có giá là 50.000 thôi nha. Và sản phẩm cuối cùng mà chị đã mua được đó chính là một em thước kẻ này đây. Em thước kẻ này thì có giá là 35.000 thôi. Siêu xinh luôn, lại còn có cả một chiếc dây đeo kẻ rất là xinh nữa. Trong long lanh nhỉ. Đây là kim lông xú ấy. Lông xú là hot đấy. Và sản phẩm cuối cùng của em chính là một bộ cọ màu hồng đào. Cũng rất là xinh ạ. Một bộ cọ này có tận 8 cây cọ và giá là 90.000 nha. Mini mang đi đâu cũng rất là gọn gàng ấy. Có đủ các loại cọ cơ bản cần thiết đấy. Xinh nhở. Tí nữa dùng để đi make up, đi chơi buổi tối luôn đúng không? Thôi ạ, em không make up đâu. Yay, vậy là chúng mình đã có một ngày toàn màu hồng và màu xanh dương vô cùng thú vị rồi. Vừa được ăn đồ ăn ngon lại còn vừa được mua siêu nhiều đồ đáng yêu ở Moji nữa.
Các cậu thấy chủ đề của video ngày hôm nay như thế nào? Hãy comment cảm nhận cho chúng mình biết nha. Và các cậu cũng thử làm một ngày toàn màu mà mình yêu thích, rồi đến Moji mua những đồ thật xinh về màu đó nhé. Tất cả sản phẩm trong video ngày hôm nay đều có trên toàn hệ thống của Moji. Các cậu có thể tham khảo thêm và đặt hàng online tại website, Facebook và Instagram của chúng mình nhé. Đừng quên comment phía dưới chủ đề mà các cậu muốn chúng mình thực hiện trong những video sắp tới. Nhớ like, share video và subscribe kênh YouTube Moji Channel, rồi ấn chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào khác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.